giống tôi được, tôi thích thích bạn rồi đó. Bạn này là từ Hà Nội vô đây nha mấy bạn. Lần này em vào đây chỉ gặp anh Nghĩa thôi. Gặp mình để làm cái gì? Trời, anh là người mà em xem vlog rất nhiều. Ban đêm em toàn bật YouTube lên để xem các bài của anh thôi. Nói chung là mình rất quý mấy bạn tới đây. Cho con một vòng đi. Thì mình rất quý mấy bạn. Đừng đứng luôn. Rồi rồi rồi, vô đi, vô đi. Alpha Q. Alpha Q. Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về hai vấn đề. Cái thứ nhất là máy ảnh đối với nhiếp ảnh. Cái thứ hai nữa là cái group Alpha Crew mà ở trên Facebook mấy ngày nay bạn Quỳnh Kim Tài, bạn nó mới lập. Thì đó là hai cái vấn đề trong video này. Bạn nào mà không thích nghe về máy ảnh á, hoặc là không thích nghe về cái group này á, thì có thể skip cái video của tuần này nha. Hồi trước thì mình bắt đầu chụp ảnh năm mình học lớp 11. Thì lúc đó mình có một cái máy điện thoại Nokia. Thì cái điện thoại Nokia này nó cho phép mình chụp ảnh, cho nên mình mới sử dụng nó và chụp ảnh rất là nhiều. Và mình cảm thấy thích cái bộ môn này cho nên mình tìm hiểu. Và ở cái khoảng thời gian đó mình gặp rất là nhiều những cái khó khăn khác nhau. Đó là lý do tại sao mà mình biết là khi các bạn bắt đầu chụp ảnh, các bạn sẽ cần những cái gì và các bạn sẽ gặp những cái khó khăn gì. Đó là lý do tại sao mình bắt đầu làm video ở cái channel của mình và chia sẻ những cái mà mình biết với các bạn, để các bạn dễ dàng hơn trong cái việc tiếp cận với cái bộ môn này. Tại vì mình thấy cái bộ môn này là một cái bộ môn rất là hay, lành mạnh cho các bạn có thể tham gia và chơi. Thì khi các bạn tham gia cái bộ môn này, đa số các bạn sẽ có nhiều cái thắc mắc về cái máy ảnh. Và mình có một cái dạy như một cái tầm nhìn khác, từ một cái khía cạnh khác đến cái bộ môn này. Các bạn đừng nhìn nó như là một bộ môn công nghệ hoặc là một cái môn chơi gì đó mà các bạn phải chạy theo công nghệ, rồi các bạn phải cứ mua máy để mà mình chụp ảnh. Máy ảnh đối với nhiếp ảnh nó là một cái công cụ để các bạn thực hiện cái đam mê của các bạn thôi. Thì các bạn phải nhìn nhận nhiếp ảnh như là một bộ môn nghệ thuật đó. Chứ là nói nghệ thuật thì nó có 7 cái bộ môn nghệ thuật đó, phim ảnh, ca kịch, hội họa rồi gì đó, thì nó không có nhiếp ảnh. Mình không biết lý do tại sao nữa, nhưng mà khi mà các bạn suy nghĩ nhiếp ảnh nó giống như là một bộ môn nghệ thuật. Mình thí dụ là một cái bộ môn gần nhất với nhiếp ảnh đó nha, là hội họa, là vẽ đó. Khi mà các bạn vẽ một bức tranh á, nó là cái ý của cái người nghệ sĩ. Người ta vẽ cái bức tranh đó, người ta không có quan trọng người ta vẽ bằng cái cọ gì, cái mực loại nào, hay là cái giấy loại nào hết. Người ta chỉ cần một tờ giấy rồi người ta vẽ một bức tranh. Thì cái máy ảnh trong cái bộ môn nhiếp ảnh nó cũng giống như là cái cây cọ của cái bộ môn hội họa vậy đó. Hai cái bộ môn này là hai cái bộ môn nghệ thuật, và cái tác phẩm cuối cùng đó là bức tranh hoặc là bức hình. Thì cái càng ngày thì công nghệ nó phát triển, thì người ta sẽ làm ra những cái bộ máy nó phù hợp hơn với người dùng. Giống như hồi trước thì máy nó chỉ có lấy nét tay thôi, thì người ta phải học cách lấy nét. Bây giờ máy nó có lấy nét tự động thì nó sẽ dễ cho các bạn trong việc lấy nét. Và khi mà quay phim á, thì hồi trước thì chỉ có chỉnh nét tay thôi, bây giờ thì máy nó làm ra những cái hệ thống mà nó cho bạn có thể bắt nét liên tục tự động. Thì cái máy ảnh càng hiện đại càng đắt tiền, thì nó sẽ làm cho cái vấn đề mà nó sẽ làm cho cái con đường từ một cái tác phẩm thô sơ cho tới một cái tác phẩm là nó hoàn chỉnh hơn, nó dễ hơn. Còn cái kỹ năng á, là nằm ở các bạn. Thì nếu mà các bạn là một người nghệ sĩ á, thì không cần có một cái máy ảnh thật là tốt các bạn mới có thể thực hiện được những tác phẩm thật là tốt, mà nằm ở kỹ năng của các bạn nữa. Nhưng các bạn có một cái máy ảnh dỏm hơn một tí thì các bạn phải có một kỹ năng cao hơn một chút để mà chụp, và mình phải biết những cái giới hạn của cái máy ảnh của mình để cho ra được một tác phẩm gọi là tốt nhất. Cho nên mình đó là lý do tại sao mà mình ít khi nào mình tìm hiểu về những cái công cụ cho các bạn lắm. Các bạn cứ mua một cái máy gì cũng được, nó hợp lý với cái giá tiền, cái khả năng tài chính của các bạn, thì các bạn đã có thể chụp hình rồi. Các bạn đừng quá quan trọng là cái máy này nó có mắc tiền không, xài có được không, hay là cái gì. Nó chỉ là cái công cụ để các bạn đạt tới cái ước mơ của các bạn thôi, cái đam mê của các bạn. Đó là cái công cụ cho các bạn đi tới cái tác phẩm cuối cùng của các bạn, là bức ảnh. Cái bức ảnh của các bạn có kể được câu chuyện hay không, nó có nhiều yếu tố lắm. Máy ảnh là một yếu tố quan trọng, nhưng mà các bạn đừng vì cái máy ảnh của mình không có đắt tiền hoặc là không có tốt bằng người ta mà cứ so sánh với người ta là mình không có chụp hình được, như vậy là không được. Thì đó là cái quan điểm của bản thân mình về máy ảnh. Tại vì bản thân giờ ta đi phải anh tăng sân này, nghĩa là cái sân này á là cái đèn vàng, cái đèn dây tóc á, cho
cho nên khi mà anh sử dụng cái chế độ đó là cái ánh sáng của mình nó ra trắng hơn. Ngày thường anh chụp mà nếu anh có custom cái white balance chưa? Anh biết ship rồi thì cái này anh hiểu sao rồi gì? Bên này là nó lạnh hơn, bên này nó nóng hơn, bên này là cái này thì nó cay hơn, nhìn rõ hơn. Hình này dạng như thế này là nguyên bức hình bài đúng không? Cái phần ở giữa là nó sẽ đúng sáng nhất, nhưng mà nó sẽ lấy cái thông số á là cân bằng tất cả những cái nguồn ánh sáng khác nhau trong cái hình rồi đó. Đa số người ta dùng cái này để chụp cảnh. Nào bạn có đèn á mà bạn muốn đánh, ví dụ mà bạn muốn bạn trong nhà đi đúng không, mà bạn đánh vào cửa sổ, đa số trường hợp á bạn chụp người và cái cửa sổ nó cháy sáng thì mình sẽ sử dụng cái chế độ này để mình đo sáng cái hậu cảnh rồi mình có một cái nguồn sáng khác, hoặc là đèn, hoặc là đèn led, hoặc là đèn flash. À, mình mới đi tập thể dục về cho nên chảy mồ hôi hơi nhiều á, các bạn đừng có quan tâm nha. Cái tiếp theo nữa là như các bạn cũng biết là hiện tại mình đang ở Việt Nam, mình đang ở Sài Gòn. Thì mấy hôm nay mình có tổ chức và gặp gỡ rất là nhiều các bạn có cùng đam mê với mình, đó là nhiếp ảnh. Thì rất là vui, cũng rất là cảm ơn các bạn vì các bạn đã quan tâm tới những cái video mà mình làm và cũng quan tâm và chơi và cũng tham gia vô cái bộ môn mà mình yêu thích, đó là nhiếp ảnh. Thì mình rất là vui khi mà được gặp các bạn, được trao đổi chia sẻ, và mình cũng rất là vui hơn nữa là các bạn đã tạo ra được một cái group gọi là Alpha Crew Team. Thì các bạn tạo ra cái group này á để nhiều lý do khác nhau, nhưng mà như các bạn cũng biết rồi, cái tinh thần của mình khi mà mình tạo ra cái channel này á chỉ là để đem nhiếp ảnh tới được nhiều người hơn thôi. Rồi mình chia sẻ với các bạn những cái kiến thức rất là cơ bản để cho các bạn thực hiện cái bộ môn này, tại vì nó là một bộ môn nghệ thuật. Mỗi người ta có một cách thể hiện, có một cách kể chuyện khác nhau trong cái tác phẩm của người ta. Đó là cái lý do tại sao mà khi các bạn hỏi mình là thông số như thế nào để chụp ra được bức ảnh như vậy, nó có nhiều, rất là nhiều cái yếu tố khác nhau ảnh hưởng tới cái tác phẩm cuối cùng của mình. Cho nên mình chỉ cho các bạn biết là cái thông số nó ảnh hưởng làm sao tới bức hình của các bạn thôi. Còn chọn cái thông số như thế nào, chụp như thế nào là do các bạn. Là bạn là một người nghệ sĩ, bạn phải có trách nhiệm với cái tác phẩm của mình, thì bạn phải có một cái cách thể hiện. Bạn đừng có muốn giống ai hết, sẽ không ai giống bạn, mà bạn cũng không giống ai được hết. Đã là một người nghệ sĩ phải có cái nét riêng của mình. Thì mình chỉ đem lại cái kiến thức cơ bản cũng như là đem nhiếp ảnh tới với nhiều người hơn, mình muốn chia sẻ cái bộ môn này. Chứ mình khi mà các bạn tạo ra một cái group thì nó sẽ có chụp ảnh, sẽ phân chia người chụp xấu, người chụp đẹp. Có thể bức ảnh nó đẹp với bạn nhưng mà nó không đẹp với người khác, thì mình rất là sợ những cái trường hợp này nó xảy ra. Khi mà mình so sánh hai tác phẩm nghệ thuật thì mình không thể nào so sánh một tác phẩm này đẹp hơn một tác phẩm kia được hết. Đồng ý là các bạn có người chụp đẹp, có người chụp không đẹp, nhưng mà so sánh là chuyện không thể. Thì cái group mà các bạn tạo nên á, mình chỉ mong nó thực hiện hai mục đích quan trọng nhất. Cái thứ nhất là để các bạn chia sẻ hình ảnh với nhau. Cái thứ hai nữa là nếu các bạn có thắc mắc gì về cái bộ môn nhiếp ảnh này, các bạn có thể hỏi và tất cả những cái bạn trong group sẽ trả lời cho các bạn. Còn về vấn đề mua bán hoặc là sát phạt hoặc là thi đua hình của ai đẹp hơn hay là sao đó thì tạm thời mình chưa có nói tới, và mình cũng mong là không bao giờ nói tới luôn, tại vì nó là một bộ môn nghệ thuật, các bạn phải nhìn và hiểu nó như vậy. Có một cái thông số khác nữa. Nếu không là nó sẽ khác hoàn toàn luôn cái bức hình của bạn á. Một là nó cháy, hai là nó dư, ba là thiếu đó. Thì cho nên đo sáng thì mình sử dụng AV hết á. Tại vì ở AV á, bây giờ bạn thấy cái con này nó không chạy nữa. Tại vì bạn sẽ ra lệnh cho máy là bạn muốn một tấm hình nó thiếu sáng một chút. Tại vì ngay đây nó là đúng sáng này đúng không? Bạn để ngay đây là thiếu sáng một chút. Thì máy có những trường hợp mình vẫn chụp M, ví dụ như mình phơi sáng này kia. Nhưng mà bạn chụp M là con mắt bạn mỗi tấm hình là phải đều nằm trên cái thước đo sáng đó. Tại vì nếu bạn đưa từ đây qua đây mà bạn khác, mình phải chuyển thông số liên tục. Thế thôi. Em ở đây không sáng ha. Em chụp này nữa. Quay giấy mình chụp M mình vô nhà chụp rồi. Được chứ? Nhưng mà tùy, bạn thử cái gì? 70 hả? 70 cũng khá là tốt rồi đó. Nhưng mà nên có một cái nguồn ánh sáng nào đó trợ giúp cho cái ánh sáng tự nhiên, hiểu không? Tại nếu không á, máy sẽ sử dụng nhạy sáng. Mà khi nó sử dụng nhạy sáng nhiều quá là sẽ bị nhiễu hình. Nghĩa này nghĩa bụt bụt cái gì dưới bụng quá mà. Xin lỗi nha, mình phải đem mắt kiến. Gì vậy? Tại nó dưới ba lô rồi. Vô rồi.
đang ở One Shot. Mình thấy mấy nay là tại vì là cái mục đích của mình đó, nó không phải là như vậy. Mình muốn tạo ra cái group đây đó là tài nó tạo, thì cái mục đích của cái group của mình á chỉ là chia sẻ hình ảnh với lại anh em là có câu hỏi trả lời, nó dừng lại ở đó thôi. Còn cái chuyện mà làm ăn hay là buôn bán gì đó, mình xin lỗi anh em là cái đó mình không thể nào giúp được. Ví dụ mà anh em nào có máy thật sự muốn bán, cần bán á, rao lên đó ok. Cực chứ anh em mà post một cái link của một cái cửa hàng hay là một cái khác vô, thì tạm thời vấn đề này mình có thể trong tương lai thì nó sẽ được, chứ còn ngay bây giờ mình chưa được. Tại vì mình chơi cái này á. Ok các bạn, đây là cái video mình nói về hai cái vấn đề đó, thì mình mong là nó giúp được cho các bạn phần nào đó về cái khía cạnh nào đó khác của nhiếp ảnh mà các bạn có thể nhìn tới. Các bạn có thể thực hành nó theo một cách mà các bạn có thể thấy thoải mái hơn khi mà chụp ảnh, không có bị gò bó quá nhiều ở thiết bị hoặc là hình của mình đẹp hơn hay là xấu hơn ai đó. Đừng so sánh, vì nó là một nghệ thuật. Các bạn phải nhìn nhiếp ảnh như là một môn nghệ thuật vậy đó. Cái đó là cái quan trọng nhất mà mình muốn nói với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Rất mong là những cái video của mình giúp được cho các bạn. Nếu các bạn có thích channel của mình thì subscribe và nhớ chia sẻ với mình trên Facebook. Cái link của cái Alpha Crew, của group với lại của cá nhân mình sẽ để dưới phần description để các bạn cần có thể lấy nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Ok các bạn, đem mắt kiến là tại vì đau mắt, sợ bị lây anh em ở đây. Bây giờ là tới giờ về rồi. Ok. Bye mọi người. Cái gì? Gặp anh lần nữa không? Hả? Gặp anh lần nào nữa không? Cái gì em? Cái gì? Gặp anh đó. Gặp anh hả? Ra sân bay. Hên xui. Ra sân bay. Ok. Ok, chào mấy bạn nha. Bye mấy bạn. Bye. 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 Nó chưa qua tới đây nè. Qua đây. Bye. Hôm nay hôm nào cũng cầm le nó không có hình. Ok, thôi lên đường. Bye mấy bạn.